chào tất cả các em. Cô Nhung rất là vui vì hôm nay lại được tiếp tục đồng hành cùng các em trong môn tiếng Việt của bộ sách Kết nối tri thức của cuộc sống. Các em ạ, à, mở đầu cho chủ điểm Niềm vui tuổi thơ, chúng ta cùng nhau học bài thơ Gọi bàn. Các em kiểm tra đồ dùng học tập của mình một lần nữa trước khi chúng ta vào bài học. Các em đã sẵn sàng chứ nào? Cô trò chúng ta cùng bắt đầu vào bài học nhé! trước khi vào bài mới cô mời các em quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì à đúng rồi qua quan sát tranh chúng mình thấy, thấy có hai bạn bê vàng và dê trắng đang chơi với nhau rất là vui vẻ và có vẻ như đang hạ cùng nhau trong khung cảnh rừng xanh sâu thẳm bức tranh thể hiện tình cảm bạn bè thân thiết bây giờ các em hãy suy nghĩ và nói về một người bạn của mình nào các em nói xem bạn em tên là gì em chơi với bạn từ khi nào em và bạn ấy thường làm gì và em thích nhất điều gì ở bạn ấy các em suy nghĩ và có thể chia sẻ với người thân của mình nghe nào các em đã nói về một người bạn của mình sống chứ? Bây giờ các em hãy lắng nghe một bạn nói về bạn của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Anh Thư, học sinh lớp 2 Hồ, trường tiểu học Gia Lê. Bây giờ mình sẽ nói về một nhau từ lớp chúng mình luôn chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng nhau mời đức thích cho vợ hương cho tạm mẹ cả bài các em vừa được nghe một bạn giới thiệu về bạn của mình có bạn rất là vui động không nào và để biết tình cảm thân thiết giữa hai bạn bê vàng và dế trắng như thế nào cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài thơ gọi bạn Cô mời các em mở sách giáo khoa trang số 79. Các em chú ý theo dõi, lắng nghe cô đọc bài. Gọi bạn từ xa xưa thuở nào trong rừng xanh sâu thẳm đôi bàn, sống bên nhau đê vàng và dê trắng một năm trời hàn hán suối càn cỏ hẹp hô. lấy gì nuôi đôi bạn chờ mưa điện bao giờ bê vàng đi tìm cỏ lang thang quên đường về dê trắng thương bạn quá chạy khắp nẻo tìm bê đến bây giờ dê trắng vẫn gọi hoài bê bê đình hại bài thơ này chúng ta thấy có một số từ ngữ khó đọc Bây giờ cô cho chúng ta cùng luyện đọc những từ này nhé. Thở nào. Các em chú ý vần ô trong tiếng thở. Cô mời các em đọc lại nào. Từ thứ hai. Sâu thẳm. Trong từ sâu thẳm, các em chú ý trong tiếng sâu có âm đầu sờ. Cô mời các em đọc lại. Từ thứ ba Suối cạn Các em chú ý vần uôi trong tiếng suối Vần an trong tiếng cạn Cô mời các em đọc lại nào. Cô mời các em đọc lại cả ba từ mà chúng ta vừa mới lần đọc. bài thơ này gồm có mấy khổ thơ các em à đúng rồi bài thơ này gồm có ba khổ thơ các em nhớ lấy bút chì và đánh dấu vào sách giáo khoa của mình nhé vậy thì ở khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai mỗi khổ thơ gồm có mấy dòng thơ à đúng rồi mỗi khổ thơ gồm có bốn dòng thơ vậy thì khổ thơ thứ ba gồm có mấy dòng thơ các em À, gồm có 6 dòng thơ Vậy ở mỗi dòng thơ gồm có mấy chữ? À, gồm có 5 chữ Khi đọc bài thơ này, các em chú ý đọc với dòng chậm rài, tha thiết Theo lũ kỳ giữa bé vàng và dê trắng Các em đọc ngắt nghỉ hơi theo nhịp 2-3 hoặc 3-2 các em lắng nghe cô đọc khổ thơ thứ nhất xem cô đã ngắt nghỉ hơi ở chỗ nào nhé gọi bạn từ xa xưa vợ nào trong rừng xanh sâu thẳm đôi bạn sống bên nhau bê vàng và dê trắng như vậy cô đã ngắt nghỉ hơi ở chỗ nào à đúng rồi ở hai dòng thơ đầu Cô đọc theo nhịp 3 2. Hai dòng thơ tiếp theo cô đọc theo nhịp 2 3. Và khi đọc ở cuối khổ thơ, các em chú ý nghỉ hơi lâu một tí. Cô mời các em đọc lại cho cô khổ thơ thứ nhất và nhớ đọc cả tên đề bài nhé. các em lắng nghe cô đọc phụ thơ thứ hai một năm trời hạn hán suối càn cỏ héo khô lệ gì nuôi đôi bạn chờ mưa tiện bao giờ như vậy cô đã ngắt nghỉ hơi ở chỗ nào nhỉ à đúng rồi ở phụ thơ thứ hai này cô đọc theo nhịp hai ba ngoài ra để đọc cụ thơ được hay hơn. Các em chú ý đọc cho cô câu hỏi này. Chúng ta sẽ đọc lên dòng và đọc với dòng lo lắng. Các em nghe cô đọc. Lệ xì nuôi đôi bàn, chờ mưa đến bao giờ. Cô mời các em đọc lại câu này nào. Cô mời các em đọc lại cho cô cụ thơ thứ hai. Các em lắng nghe cô đọc cụ thơ thứ ba. Bê vàng đi tìm cỏ, lang thang quên đường về, dê trắng thương bản quá, chạy khắp nẻo tìm bê đến bây giờ dê trắng vẫn gọi hoài b b đình hại như vậy cô đã ngắt nghỉ hơi ở chỗ nào à đúng rồi ở ba dòng thơ đầu cô đọc theo nhịp hai ba và ba dòng thơ tiếp theo cô đọc theo nhịp ba hai và các em cùng chú ý đọc cho cô lời gọi của dê trắng ta sẽ đọc kéo dài và giọng tha thiết. Các em nghe cô đọc. B, B. Các em đọc lại nào. Cô mời các em đọc lại cho cô khổ thơ ba và nhớ cũng đọc tên tác giả cho cô nhé. cô mời các em đọc lại các ba khổ thơ mà chúng ta vừa mới luyện đọc đó. Bài thơ này có một số từ ngữ khó hiểu. Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của một số từ này nhé. Sâu thẳm Hàn hán Lang thang Các em hiểu nghĩa của những từ này như thế nào? Cô sẽ dành thời gian cho các em suy nghĩ và trả lời nhé. các em đã suy nghĩ sau thế nào? Vậy thì theo các em, sâu thẳm có nghĩa là gì? À, đúng rồi, sâu thẳm có nghĩa là rất sâu. Vậy thì hàn hẳn có nghĩa là gì? À, hàn hẳn có nghĩa là tình trạng thiếu nước do nặng lâu ngày gây ra. Cô có, có một số hình ảnh về hàn hán Các em đã quan sát kỹ chứ nào? Vậy thì, lang thang có nghĩa là gì? À, lang thang có nghĩa là đi hết chỗ này đến chỗ khác, không dừng lại ở nơi nào. Vừa rồi, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của một số từ. Cô trò chúng ta hãy cùng đọc lại bài thơ này một lần nữa nhé. và để tiếp thêm năng lượng cho tiết học. Cô mời các em cùng thư giãn. Các em đã thấy sáng khoái hơn chưa nào? Cô trò chúng ta cùng tiếp tục vào bài học nhé. Cô trò chúng ta đã hoàn thành xong hoạt động 1 là luyện đọc bài thơ Gọi bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang hoạt động 2 tìm hiểu bài thơ. Các em hãy đọc thầm lại toàn bài thơ và thực hiện cho cô yêu cầu thứ nhất. Câu chuyện được kể trong bài diễn ra khi nào? Ở đâu? Các em suy nghĩ và trả lời nó vậy thì câu chuyện được kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu à đúng rồi câu chuyện được kể trong bài diễn ra từ thuở xa xưa ở trong rừng xanh sâu thẳm các em ạ à, hai bạn bê vàng và dễ chẳng chơi với nhau rất là thân vậy thì chuyện gì đã xảy ra khiến bê vàng đã lang thang đi tìm cỏ Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? khiến bé vàng phải lang thang đi tìm cỏ nào? À, bé vàng lang thang đi tìm cỏ vì một năm trời hàn hán, cây cỏ hiệu khô. bê vàng không chờ được mưa để cỏ cỏ ăn nên đã lang thang đi tìm cỏ. Vậy thì trên đường lang thang đi tìm cỏ, bé vàng đã gặp chuyện gì lắm? À, đúng rồi, bê vàng đã bị lạc đường và quên mất đường về. Vậy thì, khi bé vàng quên mất đường về, dế trắng đã làm gì? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc thầm lại cho cô khổ thợ pha và trả lời cho cô câu hỏi. Vậy thì, dế trắng đã làm gì nào? À, đúng rồi. Khi bé vàng quên đường về, Dế trắng đã chạy khắp nẻo đường tìm B và gọi B. Vậy thì các em có cảm nghĩ như thế nào về B vàng, về dế trắng? Các em hãy suy nghĩ và có thể chia sẻ với người thân của mình nào. Các em đã suy nghĩ xong chưa nào? Bây giờ các em hãy lắng nghe một bạn nói về cảm nghĩ của mình nhé. Bê vàng bị lạc đường rất đáng thương. Dê chẳng rất nhớ bà, rất thương bà. Bê vàng và dê trắng chơi với nhau rất thân thiện. Tình cảm và tình bạn của hai bà thật là đẹp và đáng quý. Vậy thì bài thơ này nói về điều gì nào? À bài thơ nói về tình bạn thân thiết giữa bê vàng và dê trắng khi bê vàng bị lạc đường dê trắng rất buồn và chảy khắp nẻo tìm bê và rất nhớ là bê sau tiết học này các em hãy học thuộc lòng hai cụ thơ đầu cho cô nhé bây giờ các em hãy đọc bài lại một lần nữa cho cô nói nghe cô đọc lại bài thơ. Gọi bạn từ xa xưa thợ nào trong rừng xanh sâu thẳm đôi bạn sống bên nhau bê vàng và dê trắng một năm trời hạn hán suối càn cỏ hiệu khô lạy gì nuôi đôi bạn chờ mưa điện bao giờ bê vàng đi tìm cỏ lang thang quên đường về dê trắng thương bạn quá chạy khắp nẻo tìm bê đến bây giờ dê trắng vẫn gọi hoài bê bê đình hại cô trò chúng ta vừa xong hoạt động 2, tìm hiểu bài thơ bây giờ chúng ta cùng nhau qua hoạt động ba luyện tập theo văn bản đọc Bài 1. Tìm từ ngữ chỉ tâm trạng của giấy trắng khi không thể bạn trở về. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì nào? À, bài tập yêu cầu chúng ta tìm từ ngữ chỉ tâm trạng của giấy trắng khi không thể bạn trở về. Bây giờ, các em hãy đọc thầm lại cho cô toàn bài thơ một lần nữa. Suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi nào. vậy thì từ ngữ đó là từ nào các em nhỉ à từ ngữ chỉ tâm trạng của dê trắng đó là từ thương bản quá vậy thì từ ngữ này nằm trong khổ thơ nào các em à nằm trong khổ thơ ba và trong dòng thơ dê trắng thương bản quá cô mời các em đọc lại cho cô khổ thơ ba này một lần nữa nào. Chúng ta sang bài tập thứ hai. Đọng vai một người bạn trong rừng, nói lời an ủi dê trắng. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài tập yêu cầu chúng ta động vai một người bạn trong rừng, nói lời an ủi dê trắng. Chúng ta có thể động vai một người bạn và nói lời an ủi như sau. Mình biết là dê trắng đang rất buồn và nhớ bé vàng. Bạn đừng buồn nữa nhé. Bé vàng sẽ sớm tìm được đường về thôi. Bây giờ, bên cạnh các em, có có người thân không nào? Các em hãy cùng với người thân của mình động vào nhé. Cô tin là tất cả các em sẽ đều làm được. các em đã đóng vai xong chưa nào vì thời lượng phát sóng có hàng sau tiết học này các em hãy tiếp tục động vai nhé các em ạ à, khi thấy người khác buồn các em hãy nói lời an ủi động viên để người đó vơi đi nỗi buồn và khi các em nhận được lời động viên từ người khác các em hãy nhớ nói lời cảm ơn người đó nhé qua tiết học ngày hôm nay cô và các em đã làm được gì nào À, chúng ta đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung của bài thơ Gọi bạn và còn biết cách động vai theo nhân vật nữa đấy. Như vậy, tiệc học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tất cả các em, hẹn gặp lại các em.